Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khả em ơi. Lần này tiếp tục Khả sẽ anh con Evan cho ạc phong down em ơi. Lần này thì tiếp tục mua cho anh em xem này. 14k sâu anh em. Lần này ạc thứ 3 rồi, biết được cái gì không này. Đồ tính ra ạc nào cũng lỗ tầm 3 đến 4 kim. Toàn cái gì đâu không, toàn lỗ tầm 3 đến 4 kim anh em ơi. Rồi. Tôi nay được gì đây? Đây là số luôn. Rồi. Băng hồi, đồng băng hồi chặt chỗ dưới ta. Mấy băng hồi này không có dư hồn được đâu. Thái dương hồng nhận cốt. Nhân. Bớt mấy cái này đi, chặt chỗ quá. Bớt rác đi. Rồi, còn đấy đi. Bánh vòng cánh miếng bánh này rồi còn vớ tử không có không kêu tí nữa tí sau rồi anh tí nè rồi let's go lầm tiền khui nha nam được gì đây Evan này là Evan 20 tháng 11 nha nam 20 tháng 1 tặng cô tặng thầy cố gắng tìm vài cây bút hoán binh thạch này nọ cũng khá là ngon. Giờ với lại phi văn thì đâu rồi nè. Mảnh phi văn là đẹp. Một bình may mắn một tiếng. Phúc Duyên Thiên Sơn. Đằng này thứ ba rồi đó. Ít đầu nè. Vẫn chưa có gì luôn. Gần 200 cái chưa gì luôn. What the hell. Một viên thủy tinh cho 200 cái đầu tiên. Vãi nồi này mà. Đồ xong nhỏ dưới ta. Anh này thứ ba rồi. Không được gì nữa luôn. Thua luôn. Lần sau không dám ăn luôn nè. Rồi được một cái bút. Trời ơi. Một cái bút. Sách vở bút ở đâu. Rẹt rẹt nhiều nhiều vô. Cho có tiền nè. Rồi qua thằng khác đi. Đâu quá trò luôn. Tiền thổ lộ. Ôi, gần 500 cái rồi nè. Đây, xích thô 4. Trời, tưởng phi văn chứ. Ôi, gần 500 cái rồi, chưa có gì luôn. Đúng một cái bút, một viên thị tinh. What the hell. Ôi, nhỏ vãi nó nổi nè. 500 cái rồi mà thu toàn cái địch không này. Chết rồi. Lần này anh thứ 5 này toàn sắp mạch anh em ơi. 500 cái rồi toàn ra toàn có nịt con em ơi. Chịu ơi. Đen quá đen rồi. Hello Phạm Duy nha. Ủa sao không nghe nói. Rồi được một cuốn sách. Cuốn sách. Rồi, hết 600 cái, đúng một sách một bút luôn. Trời ơi, đủ xinh. Ếch này, ếch của ông anh phải của tôi không rồi. Ông anh, ông đang tìm một bút rồi, chưa có rồi. Dư ơi. Rồi xong, thua, lỗ rồi em ơi. Lỗ sắp mặt luôn em ơi. Anh Khải đỡ là em ếch thiếu lâm chơi vui anh. Ôi, ếch này của ông anh không phải của Khải em ơi. Không phải của Khải. Ếch này có người đầu tư cho Khải chơi nên Khải không có bán đâu anh em ơi. Một sách nữa, ok. Kiếm hai cái bút nữa đây. Đâu. Không có duyên tinh, không có duyên tinh hồng luôn. Một duyên tinh thôi. Ít vãi trướng luôn nè. Chết rồi. Một duyên tinh, hai duyên. Ba duyên. Thiết là hán. Ôi, mặc định một thiết là hán luôn nè. Trời ơi, ba duyên tinh, bốn duyên tinh nè. Ít dữ, bút đi. Thì bút quá trời luôn nè. Thiên thổ lộ. Phúc Duyên. Thôi xong. Bắt đầu giờ thiên thổ lộ một nuôi. Trời ơi.
đen vãi trướng luôn em. Nhiều người anh ngon lành thì mình anh kiểu chán dữ anh em. Số nhỏ vãi cả nồi luôn, được 5 viên đồ, được lượng nhiên tinh hồng nữa, biết lời lỗ đây. Từ từ để tính thử em lời lỗ đây. Phi dân đâu mà anh phi dân đâu, anh phi dân chua vãi trướng luôn anh em. Giờ anh biết nào có được mạnh phi dân mà bán đây, để mà xài chạy phi dân đây. Này, tính cho anh em xem lời lỗ này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Wow, thông tin thua lỗ không? Mười hai, mười ba, mười bốn thông tin thua lỗ, trung bình 30 xu một bình. 14 nhân 30, 420. 42 mấy cái này. 1, 2, 3, 4, 5, cộng 500 xu nữa. Đúng, dữ rồi. 5 xu. Nói nhìn tin, 5 nhìn tin. Trung bình là 300 xu đi. Đây là 1 kim rưỡi, 300 rưỡi, 300 rưỡi một viên đi, 300 rưỡi một viên đúng rồi. Là 1 kim rưỡi kèm với 5 là 1 kim 7, cộng 1 kim 7. 750, 2 kim 6. 2 kim 6 rồi. 26 rồi, mấy cái này một kim, một kim, hai cuốn sách là hai kim. Hai kim nữa là 4 kim 7 kèm một cái bút, một kim 5. Mấy này tính vậy chứ còn mua ở ngoài giá đó nè. 6 kim 1. Rồi, 6 kim 1. Rồi xong toàn luôn. 6 kim 1. Được mạnh xích thố biết bán được nhiêu. Xong tất cả. Được cũng xích thố thời hạn 15 ngày cũng được. Ok. Xích thố 15 ngày. Hai viên tinh hồng. Hai viên tinh hồng cộng 500 xu. Hai viên cộng 1.000 chứ. Là được 7.000 xu. Ôi 7.007. 7.007 được gì nữa đây? Ôi đừng cái lần bài bot. À xa xa xa. Lần bài bot chính chắc người ta. Một lần bài bot này bán được ngồi không kim rưỡi anh em. Một kim rưỡi sao cho ăn kim đi. Là được 8 kim 1. Rồi thu được 8 kim 1 này em ơi. Ở cái mảnh này không biết bao nhiêu, nói chung thường 8 kim 1. Bỏ vô đường này. Này là bán có được kim rưỡi hay cũng đánh này. Bữa nào thả đánh này. Đó. 8 kim 1 mà hết 14 kim. Lỗ 6 kim hơn. Lỗ 6 kim, lỗ 5 kim 9 chứ. Lỗ 5 kim 9 mình lên được 1 cấp hơn. 5 kim 9. Rồi ok nhận này thì trả được bao nhiêu. Lỗ 5 kim 9 này trả này. Trả được 1 kim 4. Rồi lỗ được lỗ 4 kim 4 này mày hơn. Vẫn được một chút này. Lỗ 4 kim 4. Lỗ 4 kim 4 này mày. À, bút này đưa qua nghe mi. Rồi thiếu bút. Vẫn là thiếu bút này mày. Lỗ 4 kim 4. Chung lỗ tầm 4 kim là khoảng tầm nói chung lỗ nó dậy lỗ nổ. Anh em thấy lỗ 4 5 kim mà giới tình ra 4 5 kim bao nhiêu đâu. Nó có 280 nghìn thôi. Có 280 nghìn thôi. Nhưng mà anh em lên được một cấp hơn. Anh em có nghĩ đi cái nào hơn anh em. Có 200 nghìn thôi. Chưa chắc 200 nghìn là úp được cấp. Anh em khẳng định cho anh em luôn. Chưa chắc 200 nghìn là úp được cấp đâu nha. Nên là khẳng nghĩ nó cũng khá bình thường. Không lỗ đâu anh em ơi. Không lỗ nhiều đâu. Ướp được một cốc quá trời rồi nè. Đỡ cây một cốc phải chày da chút dậy đó nè. Hoa đơn giản nè. Rồi. Chung cũng ok đó. Anh em xem video thì đừng quên cho Khảo like chia sẻ chơi anh em ơi. Nói chung là lần đầu tiên anh Evan ở server này ba ạ rồi. Lúc nào cũng lỗ. Không có khi nào lời. Nhưng mà nó bù được cái cốc cho ạ là ok rồi. Chủ yếu mình chủ yếu cái cốc nè. Chung là lỗ không phải là. Rồi ok đừng quên cho Khảo một đăng ký kênh em ơi. Nếu có event mùa sau thì Khảo sẽ tiếp tục ăn cho anh em xem. Để cho anh em trải nghiệm như thế nào cho anh em xem. Còn nói chung thì Khảo nhỏ rồi. Khảo đen rồi, anh kiểu gì cũng đen. Không thể nào mà có được cái món nào mà gọi là lời thử nè. Hiếm lắm luôn nè. Không khi nào gọi là lời luôn nè. Rồi ok giờ Khảo bây giờ quay về việc ban đó em ơi. Quay việc ban đó. Nghe mới ăn rồi Ngô Cường, nghe mới ăn rồi. Nghe mới khẽ ăn rồi mà. Nghe mới khẽ ăn rồi nè. Lên cấp 91 mà 3 mấy phần trăm 40% rồi.